Thanh xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Trong tập 457 hôm nay, xin gửi đến quý vị chủ đề cậu Cả Tuấn, viết đơn đề nghị hay đơn tố cáo chùm cuối. Trước khi bắt đầu chương trình, Thanh Việt xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và nhiều điều may mắn và vui vẻ đến toàn thể quý vị. Hôm qua trong chương trình 456, việc có trình bày rất là chi tiết phân tích từng cái lý do mà cậu cả tuấn đã đưa ra cái lý do mà cậu ta đề nghị cơ quan điều tra là không nên khám tâm thần cho mẹ của mình thì thân việc đã trao đổi với quý vị những cái lý do đó phân tích những cái khí cạnh pháp lý của những điều mà cậu ta lo ngại về cái việc mà người cha dượng có thể làm để gây ảnh hưởng đến uh, cái uh, tài sản mà cậu ta cho rằng ông khàng uh, nhà ta sẽ chiếm đoạt. Trong chương trình ngày hôm nay thì uh, Thanh Việt uh, xin trình bày uh, phần còn lại của câu chuyện khi chúng ta không nói nhiều về tính pháp lý của uh, những cái lý do đó mà chúng ta hãy nhìn ở cái khía cạnh với những cái uh, uh, câu chuyện được uh, phân tích như quý vị dựa trên cái uh, sự kiện đã và đang xảy ra. Thì uh, như quý vị thấy trên uh, bề mặt của câu chuyện đó là cái uh, đơn đề nghị. Mặc dù cái đơn đề nghị này nó không có một cái tính pháp lý uh, người con trai cả hay là con trai út cũng như là người chồng của chị khang không có bất cứ một cái nghĩa vụ nhiệm vụ trách nhiệm nào để có thể yêu cầu được cơ quan điều tra nên hay là không nên à, giám định tâm thần cho một bị can nhưng nếu chúng ta nhìn ở một cái góc cạnh khác thì trong bốn cái lý do mà cậu cả tuấn đưa ra đó quý vị thì chúng ta cảm giác thấy rằng đây là một lá đơn tố cáo, nhiều hơn là một cái đơn đề nghị. Vậy thì tại sao Thanh Việt lại cho rằng đây là một cái lá đơn tố cáo? Hãy gọi là quan ngại sâu sắc. Quan ngại khá là sâu sắc. Con cả của chị CEO đó, cậu ta hình như là mất hết cái quyền. Kiểm soát được cái hành động của mình Thưa quý vị mất hết cái quyền kiểm soát cái hành động của mình Cái à, à, lý trí của mình Nên cậu ta đã leo lên Cái lưng Con cọp Mặc dù Cọp này là một cọp giấy à, Từ thời à, 80-90 Còn là một con cọp thiệt Nhưng à, theo thời gian Cọp đã đi vào Trong dĩ vãng Bây giờ trên giấy tờ Chỉ là một con cọp giấy nhắc tới cái chuyện những anh hùng nhân quý vị tại Bình Dương thì chúng ta phải nhắc đến ba đại công ty. gồm có công ty của anh Khèn, công ty 3 tháng 2 và công ty BKMC Bình Dương. Công ty 3 tháng 2 thì quý vị biết rồi. Nhưng quý vị đã nắm tay cùng với một số lãnh đạo nguyên lãnh đạo cấp tỉnh đã đi vào trong uh, khu uh, nghỉ dưỡng uh, lâu dài nhưng quý vị. Còn lại hai cọt từ thời 80 90 đó là BKM Bình Dương và uh, Khang Ta đây. Khang Ta đây thì uh, quý vị biết Khang Ta khá là nổi tiếng vào cái thập niên đó. Tuy nhiên đến giờ phút này thì uh, chúng ta đã có rất là nhiều các công ty nhưng quý vị, các công ty, các công ty mới nổi lên và cái sự cạnh tranh của những công ty này có thể phần nào đã lớn ác thì uh, công ty gọi là còn sống vào những cái ánh hào quang của quá khứ chứ còn hiện tại chỉ là những cái con cọc giấy mà thôi nói như vậy không phải là thanh việc uh, bệ con cọc giấy này anh khang thì phải nói thật là nếu quý vị theo dõi câu chuyện của chị ta và gia đình của chị ta thì uh, chú cọc giấy này không phải là một dặn vừa nó giống như là cái bài hát anh không phải dặn vừa đâu đó nhưng quý vị kinh nghiệm đầy đủ số lần va chạm cái này là va chạm uh, uh, thứ thiệt cho quý vị chứ không phải va chạm mà uh, xã hội đen đỏ tím vàng như là Uh, cái anh uh, um, gọi là uh, ủng hộ cho khang uh, nồng nhiệt đến quá mà đến nỗi bây giờ uh, phải uh, bị khởi tố đó quý vị không phải dạng đó nhưng quý vị nhé rồi cái độ uh, cáo già ba cái uh, điểm này đối quý vị thì phải nói rằng người con trai cả của uh, chị khang không có chừng đứng được không tài nào có cái sự trang chúc được vì vậy uh, đôi khi nên việc à, bắt gặp được trên mạng xã hội có rất là nhiều à, những à, quý anh chị đáng tuổi à, con của à, anh khang à, cho rằng mình đã hiểu được anh khang cho rằng là mình đã biết được những cái đường đi nước bước của anh khang thì à, đôi khi là quý vị làm to nhé yeah, làm to anh khang sở dĩ mà tồn tại được tới ngày hôm nay nhưng quý vị thì quý vị biết được à, đây không phải là một dạng vừa đây hoàn toàn không phải là một dạng vừa mà để chúng ta có thể hiểu, chúng ta có thể phân tích, chúng ta có thể đoán được những cái bước đi kế tiếp của anh ta. Mặc dù những cái trí tưởng tượng phong phú, những cái kế hoạch của anh ta hầu như là bị phá sản vào cái thời điểm 4.0 này. Nhưng cái sự tinh me, uh, cái độ uh, gần càng già càng cay đó quý vị thì vẫn còn rất là khủng khiếp. Hạt sạn của trong đầu của anh ta đó quý vị chắc là lớn hơn nhiều so với cái hạt cơm mà những quý vị trên mạng xã hội khinh thường cái nhân vật này. Mà người ta thường hay nói rất càng khinh thường đó quý vị thì càng lãnh được những cái cú đau. Thì đây là trường hợp của anh Khè. Và phải nói rằng dù là người con cả của chị Khang đã bước sang tuổi trên 30 nhưng mà so với khang đó quý vị thì không là một cái nghĩa lý gì con trai cả của khang đó lớn hơn con trai cả của chị CEO nhiều, nhưng quý vị rồi với những cái uh, sự so sánh như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng cậu cả tuấn của chị khang đã thực sự leo lên lưng cọp mà leo này đó quý vị là không phải leo tại nhà Mà leo lên lưng cọp và đi một vòng chung quanh thành phố Để cho cả nước Nhưng quý vị biết được rằng Mình đang làm gì và mình nói gì Thì đây là một cái mà thành vị không biết rằng dạy hay khô Nhưng quý vị dạy hay khô Những cái tuyên bố của cậu Hai Tuấn đó quý vị Thì thật sự là hơn mức tưởng tượng mà thành vị có thể nghĩ ra được ví dụ anh ta khẳng định là anh, anh CEO này anh khang này đã thỏa thuận với một nhóm người để quyết định không bảo lãnh vợ anh ta có một cái âm mưu chiếm đoạt tài sản chung cũng như là tài sản của vợ cổ phần của công ty và anh ta quên nhắc một câu chuyện đó là Công ty của vị CEO này đó quý vị. Của con cọp này đó. Của chú cọp này đó quý vị. Nó có cả luôn nợ nữa. Chứ không phải chỉ có là tài sản chung. Của những cái xe đẹp. Của những căn nhà đẹp. Nhưng quý vị. Của những cái mảnh đất. Mà cò bay thẳng cánh. À, mà nó chỉ phần lớn chỉ là quyền sử dụng đất. Anh ta quên. Quên một cái mà mỗi lần nhắc đến. Con cọp giấy này. Nhưng quý vị thì người ta biết ngay. Đó là. Ở ờ, Nợ Nợ nặng nợ Nhưng quý vị Nợ ngân hàng đó quý vị Mà không phải nợ ngân hàng bình thường Nợ xấu Thì uh, Không biết rằng Anh ta đang tranh giành một cái gì Tí nữa Thanh Việt sẽ phân tích luôn Những cái khả năng mà anh ta tranh giành Nhưng quý vị Những cái uh, Người ta hay nói là Của chìm, của nổi Của nổi thì ai cũng biết rồi Còn của chìm thì chưa chắc ai cũng biết đúng không quý vị chắc là anh cậu hay tuấn này biết được những cái của chim trong cái lá đơn đề nghị nếu quý vị còn nhớ thanh việc đọc cho quý vị từng cái lý do một thì quý vị thấy được điểm gì? đó là nhiều lần anh ta nói rằng chú cọc giấy kia đã nhiều lần yêu cầu một cách rất là khả nghi với cơ quan điều tra để giám định tâm thần cho người vợ của mình. Nếu yêu cầu một lần thì không sao và yêu cầu rất là nhiều lần nên anh ta nghi ngờ đã có một cái điều ABCD nào đó. Nhưng quý vị thì thật sự anh Việt nói rằng anh ta leo lên con lưng con cọp nhưng anh ta cũng viết một cái lá đơn mà có thể dễ dàng À, nhân quý vị đưa đến à, cái điều 155 156 và ngay cả 331 cũng được luôn nhân quý vị lý do vì sao Vì anh ta đã có những cái lời nói gián tiếp không trực tiếp nhưng gián tiếp vu khống cho bên à, à, cơ quan à, giám định sức khỏe của thành phố Hồ Chí Minh vì à, quá khứ là quá khứ nhân quý vị không thể nào à, nói quá khứ là một người bán rau. Mười năm sau thì người bán rau đó có thể trở thành một tỷ phú trồng rau để xuất khẩu. Quá khứ là một uh, uh, kỹ sư cầu đường, nhưng bây giờ anh ta có thể là một bình luận viên đá banh chẳng hạn như vậy. Không ai biết được, đúng không quý vị? Đừng nhìn chuyện quá khứ để nói đến chuyện hiện đại. Đừng nhìn chuyện từ thời của bảo đại tắm mưa mà cho rằng giờ này bảo đại vẫn còn tắm mưa, chưa chắc. Chưa chắc nha quý vị nên những cái lời không có bằng chứng được truyền tải lên trên mạng xã hội một cách không chuẩn bị, một cách không dè dặt, một cách không uống lưỡi thì dễ dàng lọt vào những cái khung hình gọi là 331. Khi anh ta không có một cái bằng chứng nào trong tay nhưng lại viết trong cái lá đơn đề nghị mà đối với Thanh Việt thì Thanh Việt cho rằng cái lá đơn tổ giác tố cáo rằng bên của Trung tâm Giám định Tâm thần Trung ương à, không lẽ đã có những cái chuyện tỷ tê nào à, với à, à, gia đình của à, cặp giấy hay sao Để quý vị tức là anh khang đó với những kiểu biết như vậy thì thật là nguy hiểm cái tờ đơn đề nghị cơ quan điều tra đó quý vị không dám định tâm thần cho người mẹ của anh ta vậy nó có ý nghĩ gì đây là một câu hỏi hay tại vì nếu mà chúng ta chỉ đọc sơ qua, điều ta chỉ cho rằng, à, anh ta chỉ có yêu cầu, mặc dù anh ta chả có một cái quyền hạn gì để yêu cầu, nhưng quý vị, à, cơ quan điều tra là hãy à, giám định tâm, à, đừng giám định tinh, à, tâm thần cho mẹ của anh ta. Chúng ta đọc sơ qua thì chúng ta nghĩ như vậy. Tuy nhiên à, ở bên dưới đó nó cũng có vài cái điểm mà cần phải để ý. Đó là những điểm mà thanh việt sẽ trình bày với quý vị ngày hôm nay. Điểm thứ nhất tại sao lại anh ta lại sợ mẹ mình đi giám định như vậy? tại sao lại sợ như vậy? tại sao anh ta lại sợ như vậy nhỉ? đi giám định mà không có bệnh thì thôi, mà có bệnh thì càng tốt cho chị Khang. nhưng quý vị, mà nếu mà anh ta cảm thấy chắc chắn rằng mẹ của mình chỉ có bị bệnh à, rối loạn à, lo âu, thì anh ta cần gì mà phải sợ là mẹ mình sẽ bị tâm thần ngoại trừ anh ta có một cái bằng chứng gì đó nha quý vị để cho rằng đã có một sự móc nối giữa con cọp giấy khèn và trung tâm giám định tâm thần trung ương tại thành phố hồ chí minh đây là một sự vu khống rất là nặng nề nha quý vị vì nếu mà chúng ta đọc lại và chúng ta suy, suy nghĩ đi quý vị chúng ta suy luận ra thì toàn bộ từ lý do thứ nhất đến lý do thứ tư đều cố gắng van xin nhưng quý vị là đừng khám, đừng giám định tâm thần cho mẹ của tôi vì mẹ của tôi không có bệnh. Ổ vậy thì không có bệnh thì cứ cho đi khám. Ngoại trừ anh ta đã biết được rằng kết quả đã được có sẵn rồi hay là à, bảo rằng đừng có đi mua vé xem trận đá banh đó vì trận đá banh đó đã được bán độ rồi. Đúng không quý vị? Mà nếu mà bán đồ rồi mà không báo, biết mà không báo, thì là che giấu tội phạm. Quý vị, phải có một cái gì đó thì anh ta mới gào thét như vậy. Anh ta bảo đảm rằng cái kết quả của trận đấu nó đã dẫn đến như vậy. Cuộc giám định cho dù chưa được thực hiện, nhưng anh ta cảm giác được rằng, nhưng quý vị, mẹ của anh ta sẽ bị tâm thần. Và sau khi bị bệnh tâm thần thì nó sẽ điều ABCD. Đó là cái chuyện của anh ta về tài sản. Thế mẹ chỉ có đi nhìn theo cái khía cạnh là tại sao phải lo lắng như vậy. Mà trong khi cứ nói đi nói lại là mẹ mình không bị bệnh. Ở mẹ mình không bị bệnh thì mình đi khám. Thì mình có gì mà phải lo. Nhưng quý vị, tại là nếu mà hỏi ngược lại câu chuyện thì chắc chắn anh ta đã biết kết quả để được dàn xếp sẵn. Mà dàn xếp sẵn anh ta biết được điều đó mà anh ta không đi tố cáo, tố giác trực tiếp cái chi tiết như thế nào thì anh ta là che giấu tội phạm. Còn nếu mà anh ta không có bằng chứng gì, mà anh ta suy đoán như vậy thì anh ta đang vu khống, không nhận cọc giấy khen mà còn là ai quý vị cơ quan nhà nước. Câu hỏi thứ hai, cậu hai tuấn này làm đơn có được sự đồng ý của mẹ và các em không hay không? Cậu có bị ảnh hưởng từ một cái người nào suy dụng cậu hay không? Rồi cái việc làm đơn này, ai là người bị ảnh hưởng nhiều nhất? Nhân quý vị, là ai là người bị ảnh hưởng nếu mà mẹ cậu ta bị tâm thần thật? thật sự. Và câu hỏi cuối cùng. Sau khi quý vị nghe thanh việt vừa trình bày thoáng qua, quý vị nghĩ là nếu quý vị nhớ lại cái đơn mà thanh việt trao đổi, quý vị nghĩ đó là đơn đề nghị thông thường hay là đơn đi tố cáo? Mà tại sao phải tố cáo? Cậu hai tuấn này có um, ra một cái tín hiệu cho người cha dượng của mình biết chưa? Có nghĩa là nếu mà không thực hiện cái đòi hỏi ABCD của tôi, thì tôi sẽ làm đơn đi đề nghị trong đó có nội dung tố giác, tố cáo trường hợp của dự. Quý vị nghĩ rằng anh uh, uh, con trai cả của chị khang có làm điều này không quý vị có ra một cái tín hiệu báo động trước cho cha dượng của mình biết hay không Quý vị phải không quý vị quý vị nghĩ rằng nếu là tờ đơn tố cáo thì chuyện gì sẽ xảy ra nên việc sẽ trao đổi những cái uh, câu chuyện có thể xảy ra nếu cơ quan điều tra nhận thấy rằng đã có đầy đủ một số yếu tố để có thể đi uh, uh, xem xét đi uh, giải quyết cái đường tố giác tố cáo và dĩ nhiên câu tất cả mọi câu chuyện tâm thần hay không tâm thần tố giác hay đề nghị nhưng quý vị cọp giấy hay là cọp thiệt tất cả các con của chị khèn và chị ta được gì mất gì từ cái việc âm mỹ trong gia can như thế này một số quý vị cho rằng à, à, nó là về cái tài sản sợ mất tài sản Thanh Việt hôm qua có giải thích cho quý vị tí nữa Thanh Việt cũng xin được nói lại quý vị có bảo đảm rằng cái tài sản đó là tài sản của mẹ anh ta hay không khi mà mẹ anh ta đến với à, cha dự thì mẹ anh ta giàu cỡ nào và cho đến thời điểm này, 2023, thì chúng ta đã biết được cái uh, lý lịch vô cùng là sạch sẽ, đẹp đẽ của uh, chị CEO. Nhưng quý vị, không phải là Việt Kiều, uh, Canada, cái gì cả. Mà thân việc hay nói đùa đó là Việt Giang, uh, Phú Nhật. Đúng không quý vị? Vậy thì đến lúc mà chị ta gặp đó, người cha dựa. Của cậu cả Tuấn này Thì uh, Chị ta cùng với ba đứa con Đang ở tình trạng như thế nào Và cái tài sản ngày hôm nay Đó là tài sản riêng của chị Hay là tài sản chung Được cấu thành Từ lúc Chị và anh gặp nhau Lấy nhau từ năm 2010 Khá thú vị phải không quý vị Tờ đơn này khi mà Đọc ra đó quý vị cùng với những lý do Thì chúng ta cảm giác thấy rằng Ồ oh, Mẹ của anh ta rất là giàu. Anh uh, cọp giấy này là một người bàn tay trắng. Đến với mẹ anh ta. Câu chuyện đó hoàn toàn sai nha quý vị nhé. Cha dưỡng của anh ta có thể đến uh, bước vào đời. Nhà quý vị với người vợ đầu tiên. Uh, người vợ quá cố là đôi bàn tay trắng. Nhưng uh, khi ông ta đạp đổ cái gia đình thân thương, thương của mình để đi tìm chị khang nhà này thì thưa quý vị tay của anh ta không phải là không có tiền anh ta giàu hơn chị khang khá nhiều vì vậy cái tài sản ngày hôm nay mà có được trong cơ ngơi của cọc giấy thì thưa quý vị không phải là tài sản riêng của chị CEO mà nếu có gồm có tài sản riêng của anh Khang và tài sản chung của cả hai người. Nha quý vị. Bây giờ Thanh Việt xin trở lại cái câu hỏi hồi nãy nếu mà anh ta để mẹ anh ta đi giám định thì chuyện gì sẽ xảy ra? Người ta gọi là cay ngay không sợ chứ đừng cái ngay không sợ chết đứng quý vị có tưởng tượng kết nối với cái câu chuyện của bệnh viện gia đình ông cụ họ Lê một số quý vị đã hỏi rằng Ồ oh, nếu mà mình không có cái uh, điểm mà quan hệ cùng huyết thống thì mình sợ dây mình đi mình thử đúng không quý vị thì đây đây là cái câu trả lời nhưng quý vị mà anh uh, con trai cả cậu cả tuôn nếu quý vị của chị Khang đã trả lời phần nào cho quý vị. Những quý vị. Cậu này cho rằng trận đấu chưa bắt đầu nhưng kết quả đã có. Vậy thì tôi làm gì tôi bỏ tiền ra để tôi đi xem trận đá banh làm gì. Tôi biết kết quả rồi. Tôi đã biết kết quả rằng cho dù mẹ tôi chưa đi khám nhưng mà kết quả mẹ tôi tâm thần là đã được sắp xếp. Mặc dù anh ta không nói ra nhưng quý vị đọc lại tất cả những bốn cái lý do trong cái tập ngày hôm qua Thanh Việt đưa bản gốc lên thì quý vị sẽ thấy rõ những cái điểm như vậy. Vậy câu hỏi được đặt ra một cái lá đơn đề nghị vượt qua cái nghĩa vụ và cái trách nhiệm của một công dân như anh ta nó thể hiện rất là nhiều những cái lỗ hỏng về luật pháp về kiến thức, về y khoa nó hoàn toàn không đủ bất cứ một cái bằng chứng gì về y khoa luôn nha quý vị. Chưa nói là về luật pháp. Để có thể chứng minh hay phản biện được cái lời đề nghị của anh ta. Cả hai hướng luôn. Vừa chứng minh hay là vừa phản biện. Cũng đều không làm được. Anh ta tiếp tục cho rằng mẹ của mình mắc bệnh, rối loạn, lo âu. Mà những quý vị khán giả thân thương, thương của Thanh Việt nếu ở nước ngoài, thì đây là một cái bệnh nó gọi là anxiety đó quý vị. Anxiety. Mà khi mà mình bị một cái chứng bệnh anxiety lo nặng nề đó quý vị. Như là chị CEO kia, đến nỗi mà chị phải dùng thuốc thì tương đối là khá nặng nha quý vị nhé. Và khi mà mình bị cái chứng anxiety mà nó không được gọi là chữa trị kịp thời thì nó sẽ đưa đến bệnh trầm cảm hay còn gọi là depression. Quý vị. và nếu mà mình không chữa trị vừa cái bệnh lo âu vừa bệnh trầm cảm thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày nó đưa đến những cái hệ lụy rất là nghiêm trọng cho những người xung quanh cho chính cái người bị bệnh và cho xã hội nghe sao nó giống trường hợp của chị khang đúng không quý vị thì khá giống trường hợp của chị khang ủa không lẽ Thanh việc xàm xí xọn đi phản biện chị Khang một thời gian này mà bây giờ đang binh chị Khang hay sao ta? Hay là đang binh anh Khang? Thưa quý vị, không gì là không thể về cái chứng bệnh anxiety nếu mà chị ta bệnh thật sự về rối loạn lo âu. Tại vì sao quý vị? Vì một số bác sĩ tại Trung tâm Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi trên báo chí rất là nhiều về cái chứng bệnh lo âu hiện tại trong xã hội người ta thường thường hay um, coi thường những cái chứng minh về tâm lý học như thế này. Lo âu thì có gì đâu. Lo ngày mai là, 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 là có cơm hay không, lo ngày mai là không biết nói đề tài gì trên YouTube. Lo là ngày mai không biết phản biện được cái gì, tối nay mình xem được một cái chương trình của một uh, anh chị này, của một cái anh kia, của một cái chị kia rồi, mình phải lo âu là mình nói cái gì, nói cho ngày mai cho khán giả um, hiểu được cái tâm tư nguyện vọng À, chuyên môn đi bới móc của mình đúng không quý vị đó cũng là một sự lo âu lo âu là ngày mai rằng ta đi thi tốt nghiệp cấp 3. à, mà chúng ta thi rớt thì về nhà có nước lại trời ơi hàng xóm hỏi cha mẹ rồi trả lời làm sao đúng không quý vị lo âu là năm mới tuổi mới lại đến à, tuổi xuân chồng chất mà chồng thì không thấy vợ cũng không thấy vậy là không lập gia đình được thì nó mang hai chữ gì quý vị Ê. đúng không quý vị đó là những cái lo âu những cái lo âu vô cùng nó đâm ra nó người nó khó chịu nó dẫn đến cái gì quý vị choáng váng nè đau đầu buồn nôn rất là nhiều những cái chuyện đó nó làm cho người ta mất cái tự tin khi giao tiếp cản trở công việc và quan hệ trong xã hội rồi rối rối loạn tiêu hóa nè ăn không được à mà người mà đang bị bệnh lo âu mà lại càng rượu chè, nha quý vị nhé, à, can sử dụng cho kích thích thì à, không quên được đó quý vị. Trong phim thì chúng ta thấy rằng người ta buồn đầu thì người ta ra cái à, quán ba, người ta à, uống, à, những quý vị uống từ rượu đế này đến rượu đế kia, nếu mà ngồi ở cái cái quán mà không nhiều tiền, còn nhiều hơn thì người ta vô à, à, cái chỗ ba này, cái chỗ ba kia, đó quý vị. À, nếu quý vị ở à, thành phố thì quý vị xuống dưới phố Phạm Ngũ Lão thì ôi thôi bùi viện thì đành ra phải không quý vị vô tư muốn bất cứ gì cũng có nhưng mà bên lo âu mà càng dùng cái đó thì càng đi tiêu nhưng quý vị nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều bệnh làm cho người ta không kiểm soát được cái hành động của mình rồi là cái gì quý vị rối loạn giấc ngủ căng thẳng buồn bồn chồn đây là cái tình trạng của uh, chị CEO này chị mất ngủ nhiều lắm quý vị à, phải gọi là à, đêm không ăn ngày không ngủ đó quý vị alo à, lồ ngày không ăn đêm không ngủ chứ không phải đêm không ăn mà ngày không ngủ thì cũng phiền à, rồi cảm thấy nghi ngờ bản thân à, đây là cái triệu chứng rối loạn của sự lo âu nha quý vị nha tim đập nhanh tập trung không được đứng ngồi không yên hay nổi nóng bất thường, tim đập nhanh, thở thở gấp, thở sâu, cảm thấy mệt mỏi, ùa oải, đau cơ thể. Nhưng quý vị, đó là những câu chuyện do cái chứng bệnh lo âu này xảy ra, rồi nó dẫn đến trầm cảm và có những người, mỗi người có một sự phản ứng khác nhau. Trầm cảm mà nhiều quá, đối vị nó sinh ra là đến cái câu chuyện là à, tự mình đi tìm một cái đời sống mới một cái xã hội mới tự mình cắt hộ khẩu à, đi về gặp ông bà, đúng quý vị hoặc là mạnh mẽ hơn làm những chuyện không kiềm chế hơn thì có thể làm đi gặp ông bà mà còn muốn dắt theo một vài vị nữa, đó đó quý vị tâm thần tinh thần, những cái gì rất là quan trọng. Mặc dù là nó không phải là tâm thần thường trực. 24 trên 24 với cái chứng bệnh lo âu rồi dẫn đến trầm cảm. Nhưng mỗi lần mà nổi bệnh lên đó quý vị thì người không kiềm chế được và có thể nói liên miên, nói lung tung. Đối với tất cả quý vị khán giả, cả thành viên, cả những người phản biện, cả những người ủng hộ. Cho dù là chúng ta Thích hay không thích, ủng hộ hay không ủng hộ. Chúng ta biết được rằng, con đường duy nhất, cái phao duy nhất ném xuống cho chị ta ở cái thời điểm này, để chị ta có thể tẩy trắng được cái tội, đó là tâm thần. Ai cũng biết được điều này. Thế vì không nói rằng chị ta giả bộ làm giấy tờ giả, không có nói như quý vị nhé. Chúng ta biết được rằng nếu chị ta bệnh thật sự thì đây là cái tấm phao duy nhất chị ta có được trong tay. Nhân quý vị, không có cái chuyện tiền che thân, tiền che cái gì gì đó nha quý vị, nhá? không có nha. Giờ này thì không ai mà dám nhận cái tiền che đó của chị ta. Nhân quý vị, không ai làm được hết. Từ vì sao? Đó là cái tấm bài hộ mệnh. Tạm thời là thoát cái việc thi hành án đó. Rồi tạm thời được uh, chữa trị tại các cái trung tâm, các cái bệnh viện, các nhà thương đi như vậy. Nhân quý vị. Mặc dù là quý vị sẽ cho rằng, ồ oh, thà là ở T29 cộng 1 còn hơn là đi vào bệnh viện tâm thần. Thưa quý vị, nó cũng có nhiều điểm ABCD trong đó lắm quý vị, chứ không phải cứ bệnh viện tâm thần nào. À, thì uh, từ bình thường trở thành là uh, điên luôn nha quý vị nhá à, cũng không thẳng là như vậy. Vì vậy, nếu mà người ta chứng minh được cái giai đoạn mà chị Khang vi phạm, cái căn bệnh, lo âu rối loạn cực mạnh xảy ra đối với chị Khang, thì pháp luật, nhân quý vị, không thể nào ra được cái án phạt cho một người không điều khiển được cái hành vi của mình trong lúc vi phạm. Điều đó ai cũng biết đúng không quý vị? Vì dù có chia hay không chia tài sản đi nữa, thì chúng ta phải công nhận rằng đây là cái phao duy nhất. Cho dù có muốn, chị Khang phải trả lại những cái gì mà chị ta đã gây náo loạn trong xã hội. Nhưng chúng ta cũng phải đồng ý. Đó là cái tấm bài hộ mệnh. Cái tấm phao duy nhất ném ra cho chị trong cái cơn bão như thế này. Đúng không quý vị? Duy nhất. Chắc chắn là không phải là về những cái thành tích và chị ta làm từ thiện mặc dù là chuyện từ thiện của chị ta thì quý vị biết rồi. Mượn hoa cúng Phật mượn pháo của người khác để đốt cho nó vui tai Không có nhé quý vị nha. từ vì chúng ta thấy rồi tất cả những uh, các vị nguyên lãnh đạo giữ các cái chức vụ quan trọng đã có những cái thành tích vô cùng cực kỳ uh, tốt có lợi ích cho xã hội, cho nhân dân và cho đất nước. Nhưng khi phạm tội, những quý vị mà không thể nào tha thứ được thì vẫn bị mất chức, vẫn sẽ bị đưa ra tòa, vẫn phải thi hành án. Vì vậy, chuyện mà đưa những cái thành tích làm từ thiện đó quý vị thì không phải cả đất nước Việt Nam của chúng ta chỉ càng là người duy nhất làm những công việc từ thiện đó. Hàng gì đưa những công việc từ thiện đó ra thì cũng rất là kỳ. Những quý vị, rất là kỳ đã có rất là nhiều đại gia làm từ thiện còn gấp 10, gấp trăm lần chị Khang. Đã có những vị nguyên lãnh đạo là một con cưng, là một người đã lập nhiều chiến công. Nhưng khi phạm thì vẫn bị đưa ra. Nhưng quý vị, nhưng như thanh Việt trình bày. Trên các yếu tố pháp lý, bỏ qua cái tình trạng là giả hay thiệt. Tấm bài hộ mệnh nha quý vị, là con đường tâm thần. Nếu được giám định đàng hoàng, thì không có một luật pháp của một quốc gia nào người ta ra một cái bản án cho những người không thể điều khiển được cái hành vi của mình. Đó là những cái yếu tố cấu thành tội phạm. Thưa quý vị. Vậy là cái phao duy nhất nhưng quý vị, nó giống như là quý vị đang ở trên cái chuyến tàu Titanic. Ừ. Quý vị còn nhớ cái phim đó không quý vị? Titanic. Rồi thì mọi người lấy hết tất cả các phao rồi. Bây giờ, chúng ta còn một cái phao duy nhất còn lại để có thể nhảy xuống. Nhưng rồi thì không làm biết làm sao cái cậu cả Tuấn này, cậu lao vào, cậu chọc lũng cái phao đó. Mà pháo đó này là phải dành cho người mẹ Tuổi trên 50 Dở dở ương ương Đầu thì như hạt nho Gan thì gần bằng cơ thể To gan mà To gan mà quý vị To gan thì gì Đầu nó như là cái hạt nho giống phải quả nho nha quý vị Ai nói quả nho là quý vị Nói là xàm xí soạn thanh việt Nói là như hạt nho Quả nho là xưa rồi tâm luôn cái phao lũng quý vị Thế là bây giờ không biết bơi Không biết bơi người nặng cân Mà cái phao thì bị mất hơi rồi Đó là những điều gì Mà cậu cả Tuấn đang làm đối với người mẹ của mình Nha quý vị Chắc chắn là không phải những cái công việc từ thiện Mà cậu ta liệt kê ra trong cái lá đơn Đã gửi đến hai lần Nha quý vị Gửi đến hai lần cho dù là người không hiểu biết đến máy, nhưng quý vị biết rằng cái lần đầu gửi cũng không có xin si nhê gì. Lại còn bị à, gia hạn điều tra còn lâu hơn nữa. Thú vị phải không quý vị? Thế việc đang nói ở cái yếu tố pháp lý và suy nghĩ chứ không phải là vì yếu tố là ghét hay thương ở chỗ này. Nhưng quý vị, cái chuyện ghét hay thương, chị ta có làm giả, chị ta làm thiệt, cơ quan điều tra sẽ biết. Thay vì chỉ đang nói về cái yếu tố pháp lý, căn bệnh tâm thần đó là cái phao duy nhất đã được sử dụng trong một thời gian gần đây rất là nhiều. Nhưng quý vị, đã lên báo chí. Nhưng cái đó là mình đang nói trong chương trình. Chứ không ai làm đơn đến cho cơ quan mà ngay cả cơ quan điều tra mà lại to tẻ tè tè nói ra cái câu nửa nạt nửa mở như vậy. Thì thưa quý vị, đó không phải là đơn đề nghị, mà là đơn tố giác tố cáo. Tố giác ai? Tố giác người cha dưỡng. Thưa quý vị, tố giác người cha dưỡng. Đúng không quý vị? Vậy thì ai là người giao cái quyền này cho cậu cả Tuấn là? Thưa quý vị, cậu cả Tuấn, tên thiệt là Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1990, Tên thường gọi ở nhà là Tính, nha quý vị. À, đây là cậu Cả Tuấn, cậu Cả Tuấn. Cậu ta có một người em tên là Quang Tiến, thường gọi là Ron, nha quý vị. Đây, cậu mà vừa mới uh, lập uh, gia đình, nha quý vị, hồi uh, năm kia. Cậu mà trước khi mà chị Khang lò mò lên trên mạng, để đấu tố ông thầy Lan đó quý vị thì cậu là người mà mà được chị Khang nhắc đến về cái chuyện mà bạc cờ cờ bạc gì đó rồi thiếu nợ đó quý vị đó là cái cậu mặc cậu trắng đó cậu Quang Tiến cậu Ron và dĩ nhiên là chị Khang còn có được một người con gái nữa à, ngày hôm qua thì thân Việt có à, Đưa cái thông tin cho rằng uh, Cái cô um, con gái uh, Cái cô thứ ba Của chị Khang Nhưng quý vị Lúc mà chị Khang đến uh, gặp Anh uh, Anh cọc giấy này đó quý vị uh, Anh uh, anh uh, anh CEO này nè Thì uh, Chị Khang vừa mới sinh được uh, Cái cô bé này Tức là cô là con Của uh, ông Thịnh như quý vị thì thanh việt có đưa thông tin rằng trên giấy khai sinh của cô tên của người cha như quý vị là anh anh, anh cọc giấy anh CEO này nhưng uh, theo một nguồn tin cho thanh việt biết thì uh, không phải tên uh, đầy đủ có của cô là trần nguyễn phương nguyên như quý vị thì họ Trần là lấy tên của người cha à, họ ruột của người cha của cô tên là ông Trần Văn Thình và họ Nguyễn không ai khác hơn đó là chị CEO có à, lá gan bằng cái cân nặng của mình đó quý vị tên thường gọi của cô là Natalie và cuối cùng là cậu con trai chung giữa hai anh chị đó là à, cậu Hằng Hữu người con trai út những cái gì đó một số báo chí thì cho rằng à, à, cậu qua à, cậu cả Tuấn là cái cậu vừa mới lập gia đình nhưng mà không phải, nha quý vị nhé, cậu cả Tuấn là cái cậu mặc áo đen và à, cậu kia là cậu Quang Tiến. Cậu cả Tuấn thì à, có một đứa con trai với người vợ đầu tiên nhưng à, đã ly dị. Hiện nay thì à, cậu đang sống chung với một người bạn gái ở bên Tân Phú quận 7. Tuấn thì làm việc cho mẹ của mình cũng đã được vài lần giới thiệu trên mạng livestream là người phụ giúp là bán một số cái lô đất dân quý vị giấy tờ ở bình phước cái khu nhà ở đại nam đó quý vị thì cậu ta đóng một cái vai trò đó câu hỏi được đặt ra ở đây đó là cái ngôi nhà mà cậu ta đang sống đó quý vị chắc cũng được mới sắm đây thôi là do chị Khang. À, để bòn qua cho các con của mình thông qua các cái tiền mà chị ta vay mượn từ ngân hàng dưới cái danh nghĩa là bà tổng giám đốc có phải hay không cậu tuấn thì cũng có mà cậu tiến thì cũng có nhưng quý vị tiền của người mẹ của mình và chị khang thì quý vị biết rồi bà tổng đó nhưng mà sự chi tiêu của chị hàng đều phải được thông qua bởi người thủ quỹ của tổng công ty mà nơi mà chị làm giám đốc. Một cái đợi, một cái điểm nữa mà chúng ta cần phải để ý, Đó là căn người con của chị đã không gặp chị gần 12 tháng rồi. Gần 12 tháng rồi từ lúc mà chị càng ra đi thì chưa bao giờ gặp lại vậy thì khi mà cậu cả tuấn này làm cái lá đơn đề nghị đến cho cơ quan điều tra là cậu tự làm cùng với các em của mình hay là à, có sự đồng ý của người mẹ hay không hay là không có sự đồng ý tại vì cậu chưa gặp người mẹ của mình mà quý vị nên cái giả định đầu tiên là cậu tự làm mà không có sự đồng ý của người mẹ trường hợp thứ hai là cậu tự làm có sự đồng ý của người mẹ thông qua cái kênh truyền thông xin lỗi vị cái kênh thông tin của luật sư người đã đến gặp mẹ của cậu ta cái uh, điểm thứ hai này thì thân Việt không chấp nhận Tự vì ba luật sư của đi bảo vệ quyền và lợi ích của chị hàng đó quý vị, thì là đều được do cha dượng của cậu Cả Tuấn thuê. Nên cái cơ hội mà ba người này, nhưng quý vị, đưa những cái thông tin này cho cậu Cả Tuấn đó quý vị, thì hầu như là không có. Vì vậy, theo cái quan điểm cá nhân của mình, thành việc kết luận rằng cậu Cả Tuấn này tự làm cái lá đơn này, mà không có sự đồng ý của người mẹ đó là chị khang ở trong tù không biết chuyện gì đã xảy ra chúng ta có dễ hiểu chắc cũng không ai suy dục gì nhiều tự vì sao quý vị tự vì cái lời văn cái cách viết trong cái lá thơ đề nghị đó quý vị nó rất là rối rắm có rất là nhiều vấn đề căn bản nhưng quý vị mà nó đáng lẽ không được thể hiện thì đã thể hiện không nên viết thì cũng đã viết nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải đặt dấu hỏi rằng một số cái la đơn uh, đi uh, tố cáo của uh, của chị uh, CEO đó quý vị lúc chị ta còn ở bên ngoài đó thì cũng được viết ở cái thể dạng như thế này có nghĩa là có những cái lỗi văn phạm có những cái lỗi chính tả mà được không được chỉnh sửa hoặc là cách chấm phẩy cũng bị bỏ quên thì có phải là cố tình làm như vậy để cho biết được rằng mình tự viết che giấu một phần nào người đứng ở đằng sau hay không vì không lẽ cậu ta quên mất rằng khi mà cậu ta viết cái lá đơn đề nghị như vậy thì chính cậu ta đã đâm xì mất cái phao cứu sống của chị Khang nhận cái gì thì vì ai cũng biết rằng chị Khang đã phạm lỗi thấy rõ ràng. Không ai nói rằng chị Khang ngoại trừ những người ủng hộ một cách tuyệt đối vì một cái lý do nào đó. Nhưng quý vị, thì mới nói là không thôi. Còn những điều mà chị ta nói là không phải là một bằng chứng hay bằng chứng như là bên gia đình ông cụ. Nhưng quý vị nha, bằng, bằng, bằng chứng của chị ta vi phạm thì thật phải nói với quý vị thì quý vị cũng đã biết rồi. Bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa hai bàn tay hai bàn chân cộng với cả nguyên một cái khu phố cũng chưa hết nha quý vị. Tức là nói về cái số lượng video livestream của chị ta làm mà vi phạm thì rất là nhiều. Kính thưa quý vị, nhiều lắm. Nên không thể nào mà không biết rằng mẹ của mình phạm tội là cái chắc chắn. Mà lại có khả năng viết rằng trong lúc mẹ mình phạm tội, tinh thần của mẹ mình rất là sáng suốt, mẹ mình biết mẹ mình làm cái gì thì ôi thôi nó giống như là à, cánh cửa đã đóng chắc ăn rồi kẻ trộm không vào được mà ở phía đằng sau còn cố gắng gài thêm biết bao nhiêu cái then cửa nữa nhưng quý vị để bảo đảm được rằng không có một người nào có thể vào được đây là cái trường hợp của anh cậu cả túng nhà ta cũng vậy luôn nhưng quý vị câu chuyện nó đã rõ về cái uh, hành vi vi phạm của mẹ mình còn ta cảm thấy chưa đủ, bồi thêm vài cú nữa. Dù mẹ tôi uh, có bệnh, lâu lo âu, uh, uh, có uống thuốc nhưng mà mẹ tôi rất là tỉnh táo. Trong lúc vi phạm mẹ tôi biết hết, mẹ tôi vi phạm cái điều gì, ôi cha cha, ôi cha 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 cha, cha. Quá khủng khiếp. Không không lẽ rằng uh, những cái suy nghĩ này lại đi vào trong cậu ta hay sao? vì lý do vì gì vậy hả quý vị chắc là vì đang nhòm một cái khối tài sản nào hay sao đang nhòm những cái củ chìm chứ củ nổi thì quý vị biết rồi củ nổi là một phần là đã viết di chúc thuộc về cậu Úc. mặc dù hiện tại tên của các cổ phiếu tên của các cái này cái nọ đứng tên của người cha dự nhưng nó đã được viết di chúc chuyển cho cậu ta, cho cái cậu Út khi cậu 18 tuổi. Vậy thì những cái cụ chim kia là gì? Không lẽ là những cái nhà cửa ở nước ngoài, những khu đất có giấy uh, có quyền sử dụng mà đang được đi thế chấp. Những uh, uh, hạt kim cương. Ai à, chà 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 chà. Ngày trước uh, chị Khang đưa ra là không biết bao nhiêu cái khay đựng kim cương đúng không quý vị? Không lẽ là cậu Cả Tướng lại mê mẩn và cho rằng toàn bộ những cái đó là của thiệt. thưa à, thú vị. Cũng đúng thôi thưa quý vị. Cũng đúng thôi. Kim Cương chiếu sáng lại như vậy mà. Đúng không, quý vị? Chưa chắc đấy nha quý vị. Thiệt bao nhiêu, giả bao nhiêu. Không ai biết hết. Chị Khang mới biết thôi. Nhưng quý vị không phải là thiệt hết đâu. Và cậu cả tuấn này lúc mà chị khen đi gặp người cha dưỡng của mình hiện tại, cậu đã là tuổi 18, 19. Nhưng quý vị, 20 rồi. Cậu có biết rằng mẹ của cậu đến với người cha dưỡng ngoài nửa cái vườn cao su của ông thần mà cũng đã được hiến tặng cho bộ đội. Thì à, người phụ nữ này không có gì ngoài bàn tay trắng và ba đứa con, những gì? ba đứa con, hai đứa chồng và nhiều con ruồi đực khác nữa. Chứ không còn cái gì nữa quý vị. Tài sản mà cậu ta nghĩ rằng mẹ cậu ta có từ kim cương cho đến xe hơi là những cuộc tài sản chìm là tài sản chung được sắm bởi người cha dượng nhưng là vì được sắm trong thời gian hai người đã kết hôn nên là, là tài sản chung vì vậy cái lá đơn mà cậu ta viết đó quý vị giống như là anh ceo nhưng quý vị con cọc dạy đến với mẹ của cậu ta đôi bằng tay trắng. Nhưng hoàn toàn không phải. Nó ngược lại. Nó ngược lại nha quý vị. Nó ngược lại hoàn toàn. Thú vị phải không quý vị? Không lẽ cậu ta lại không biết? Cũng có thể biết lắm chứ. Nhưng mà vậy thì tại sao mà cậu ta lại làm cái đơn này? Thưa quý vị, cái điều duy nhất có thể xảy ra đó là lá đơn tố cao. Trước khi uh, tiếp tục, cho phép thân Việt được uống một tí nước và quý vị nào chưa bấm nút like xin mời quý vị bấm nút like nếu quý vị muốn lan tỏa cái thông tin ngày hôm nay và quý vị nhớ để lại lời bình luận. Thân Việt xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thân Việt nghĩ rằng uh, cậu cả Tuấn này được một người nào đó nói cho rằng. Uh, theo Điều 53 Bộ Luật Dân Sự. Khi người vợ bị tâm thần và được tòa chấp nhận, công nhận đã bị tâm thần. Chứ không phải bệnh tâm thần mà chưa tòa tòa chưa chấp nhận, chưa công bố là không được nha quý vị nha. Bệnh tâm thần được giám định và được tòa chấp nhận. Thì cái người được chọn làm giám hộ, giám hộ cái tài sản của vợ và là tài sản của chung của cả hai người đó, không ai khác hơn là người chồng. Đó là theo điều 53 Bộ Luật Dân Sự. Khi người vợ bị tâm thần, được tòa chấp nhận, người chồng trở thành người giám hộ cái số tài sản chung cũng như là tài sản riêng của người vợ. Nhưng mà nếu mà cậu ta đối chiếu theo cái điều 59 thì không có một cái lý do gì mà cậu cả Tuấn lại phải lo lắng đến nỗi như vậy. Đến nỗi phải leo lên lưng của cọp. Nhưng quý vị, không điều là gì, không có điều gì phải lo, đáng quan ngại. Và tại sao cậu lại quan ngại sâu sắc đến thế nhỉ? Tại sao thưa quý vị? Tự vì điều 59 đó quý vị. Bộ luật dân sự có nói về cái cách quản lý tài sản của người được giám hộ. Nhưng quý vị, trong đó người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự tức là người tâm thần đó quý vị, có trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình, được thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người được giám hộ vì lợi ích của người được giám hộ. Nhưng việc bán nè, trao đổi nè, cho thuê nè, cho mượn nè, cho vay nè, cầm cố, thế chấp, đặt cọc, giao dịch dân sự khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ hay là người vợ bị tâm thần đó quý vị, thì phải có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu theo điều 53 cha dượng của anh anh Tuấn đó quý vị là phải được chọn làm người giám hộ vì vợ của anh ta tức là mẹ của cậu cả Tuấn bị bị bệnh tâm thần. Thì tất cả những việc nếu anh khang muốn bán muốn trao đổi muốn cho thuê muốn cho mượn muốn cho vay muốn cầm cố muốn thế chấp quyền sử dụng đất như là anh ta đang làm đó nhưng quý vị thì anh ta phải có sự đồng ý của một người giám sát việc giám hộ người giám sát đó là ai thì thưa quý vị khá thú vị đúng không, quý vị người giám sát đó có thể là một người trung lập trung gian vậy thì anh tuấn làm gì mà phải lo Tại sao anh lo thế? Mà đến nỗi phải chặt đứt cái con đường duy nhất của mẹ mình. Nếu mẹ mình thật sự bị bệnh tâm thần hay là rối loạn tâm thần. Nhưng mà đây là cái điểm khá thú vị. Một cái điểm khá thú vị nữa, Thành muốn trao đổi với quý vị là cũng trong điều 53. Nhưng quý vị, trong cái điều 53 này còn có một điểm nữa mà có thể giải thích cho quý vị tại sao mà trong cái lá đơn đề nghị này có nhiều cái yếu tố giống như là một đơn tố cáo, tố giác để đưa chùm cuối tức là cha dượng của mình cùng đi vào nghỉ mát phải T29 cộng 1 luôn lý do tại sao trong một cái điều trong một cái khoản của điều 53 bộ luật dân sự người ta có đề rằng nếu vợ bị tâm thần hay là mất cái quyền điều khiển nhân sự đó quý vị và người cha cũng bị bệnh tâm thần hoặc là mất cái quyền công dân tạm thời thì cái người kế tiếp được tiếp quản được giám hộ cái tài sản của mẹ và tài sản chung của cha mẹ không ai khác hơn là người con cả tức là cậu cả tuấn như vậy nói một cách dễ hiểu là cậu cả tuấn sử dụng một khoản của điều 53 để làm gì? Để không những cho người mẹ ruột của mình. Nhân quý vị, bị bệnh tâm thần, đi chữa trị. Thì cũng được đi. Nhưng quý vị, chữa trị đến bao giờ mới hết. Có khi là không tâm thần trở thành tâm thần. Nhân quý vị, còn nếu mà tâm thần thì chữa cho hết rồi mới đi. À, đi ra thi hành án, bị xét xử. Còn người cha ruột, Còn à, người cha dượng của mình là người đứng đằng sau tạo nên những cái vở kịch này. Chùm cuối, theo lời của anh ta, cũng có thể bị đi luôn và nếu mà mẹ ruột và cha dưỡng đi thì người kế tiếp đứng ra để tiếp quản giám hộ tài sản không ai khác hơn nhân quý vị không ai khác hơn đó là cậu cả Tuấn. tuy nhiên cậu lại quên một cái điều khá thú vị cậu không phải là con ruột của mẹ cậu về và con cọc giấy mà cậu là con riêng của chị khe còn anh phi long là con riêng của con cọc giấy ấy chà chà vậy là sao quý vị vậy là anh tuấn không thể nào một mình độc quyền giám hộ được cái tài sản ngoại trừ tài sản của mẹ mình còn tài sản chung đó quý vị thì anh ta phải có một người dám hộ cùng nữa Đó là anh Phi Long Còn riêng người con trai cả Người con riêng của anh Khai Bây giờ quý vị thấy rồi Nhưng mà mọi chuyện cũng đã lỡ rồi Anh cậu cả tuấn này Đã leo lên lưng con cọp Xuống không được nữa đâu quý vị Xuống không được Lý do đơn giản là vì sao cái lá đơn đề nghị đó được gửi trực tiếp đến cho cơ quan điều tra, chứ không phải sở xây dựng nha quý vị. Đến cho cơ quan điều tra. Cơ quan mà CP uh, CP01 nghiên cứu điều tra tất cả những cái điều tình nghi liên quan đến vụ án, điều tra mở rộng chẳng hạn. Thì uh, cậu khẳng định đến vài điều. Cậu khẳng định người cha ruột của mình có những cái việc làm rất là nghi ngờ thì cứ ép mẹ mình đi khám tâm thần. Rồi vì cái câu chuyện đó mà cậu khẳng định người mẹ của mình trí óc rất là minh mẫn khi thực hiện hành vi vi phạm. Ôi chà chà. Ái chà. Vậy là cái điểm chủ quan là có đầy đủ. Đúng không quý vị? Rồi xong. Thế là xong. Cậu đã nói rằng sức khỏe của mẹ mình là tuyệt đối là bình thường minh mẫn biết mình vi phạm mà người tiếp tay cổ động cổ xuyến không ai khác hơn là cha Dương. vậy là hai người nắm tay nhau đi vào đúng không quý vị ở ngoài cậu nghĩ rằng chỉ có một mình cậu thì dám hộ được tài sản một khối tài sản rất là nhiều của chìm của nội và có luôn cả của nợ nữa nha quý vị nhưng cậu quên còn có người con trai lớn của anh Khang Là cậu Phi Long Hay phải không quý vị Phải à, hay Một cái lá đơn đề nghị có nhiều điểm Trong đó có cả điểm tố cáo Nhưng đôi khi à, Mình nghĩ Là mình đã biết Tất cả mọi chuyện xảy ra Nhưng chưa chắc Ở đời không biết được ngày mai đâu Thân Việt xin tạm dừng Câu chuyện ở đây mong rằng quý vị à, nắm vững được những cái lời chia sẻ của thân viên nếu không quý vị có thể nghe lại cái bài ngày hôm nay cũng khá là thú vị và quý vị nhớ bấm nút like để quý vị muốn lan tỏa cái chủ đề chi tiết của cái bài ngày hôm nay thân viên xin được tạm dừng chương trình ở đây và xin kết thúc quý vị một ngày thật là vui vẻ hạnh phúc và bình an I love you